Trong một con hẻm không tên thuộc địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, có những bí mật rợn người về Yến Xào chưa bao giờ được kể. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phóng viên đã tiếp cận được quy trình tẩm đường vào Yến của một đơn vị chuyên gia không Yến. Thật bất ngờ khi một mặt hàng cao cấp trị giá có thể được quy đổi ra vàng và đô la lại được gia công ở những nơi như thế này. Theo như cái lượng đường này, thì hiện tại của tôi Yến này là chị làm khoảng chừng 75 gram Yến. 25 gram đường là nó ra cho 100 gram yến khô để mình bán ra thị trường. Còn nếu mà mình muốn làm 50-50 thì sao? 50 thì mình sẽ cái lượng đường nó đặc một chút nữa. Những sợi yến vụn sau khi ngập đường sẽ tăng ít nhất 25% trọng lượng, nhưng dường như vẫn là quá ít so với kỳ vọng của tư thương. Để tối đa hóa lợi nhuận, những sợi yến dài sẽ được nhúng chìm hẳn vào đường. Sau đó đến công đoạn vô khuôn, tạo hình. Những sợi dài nhất được chọn để ở mặt ngoài, những sợi vụn sẽ được nhét vào bên trong, sau đó đóng khuôn rồi mang đi sấy. Phóng viên đã theo chân tư thương lên tận nơi sấy yến, một căn gác chật chội và bụi bặm. Tại đây, yến sẽ được quạt liên tục trong vòng 8 tiếng rồi sẽ bỏ vào những khay như thế này. Tẩm đường vào yến đã là một nghề có chia vai vế, đẳng cấp về độ tinh vi. Một lạng đường, một lạng yến. Nó làm yến, nó bỏ đường cái kiểu nào mà nó dẻo. Mà hàng có đường lúc nào cũng đẹp hơn hàng không đường. Vậy là với những người chuyên gia không yến thì chẳng khó khăn gì để hô biến 1 kg đường có trị giá chỉ 30.000 đồng thành 1 kg yến trị giá tới 30 triệu đồng. Một quy trình đơn giản mà cho một mức lợi nhuận lên tới cả nghìn lần. Xin nhắc lại là không phải một vốn 4 lời mà một vốn 1.000 lời. Mức lợi nhuận mà chắc chắn khó có ngành kinh doanh nào có thể so sánh được. Mà nếu chẳng may bị phát hiện gian dối, tư thương có thể sẽ nói họ tẩm đường vào để người tiêu dùng đỡ phải thêm đường khi chưng yến. Khủng khiếp hơn, khi tẩm đường vào yến, người ta phải làm sạch nó và oxy già hay nước tẩy da ven, loại dung dịch công nghiệp chuyên dùng để tẩy trắng hay tẩy uế bồn cầu được sử dụng khá nhiều. Pha vô nước các con bạn em đầu bỏ yến nó vô. Rồi bỏ yến nó vô khoảng 5-15 phút rồi bắt đầu cho cái đó nó đi hết. Cái màu đó nó đi hết, bắt đầu rửa sạch lại. Đúng rồi, cái đó. Các cái chất tẩy rửa công nghiệp này nó không sạch sạch. Nó có thể chứa các cái loại kim loại nặng khác nhau. Những cái kim loại nặng này khi tích tụ trong cơ thể nó có thể gây bệnh rất có hại cho sức khỏe và thậm chí có thể gây ung thư. Theo một số nhà kinh doanh yến, hiện nay trên thị trường cứ 10 điểm kinh doanh yến thì có từ 8 đến 9 điểm bán yến tẩm đường. Tỷ lệ đường dao động từ 5 đến 60%. Khi chưng nóng lên, đường tẩm vào yến sẽ phản ứng hóa học với các chất dinh dưỡng trong yến và vô hiệu hóa nhiều chất dinh dưỡng quý. Và thế là người tiêu dùng vừa phải trả tiền cao gấp cả nghìn lần để mua đường, vừa phải ăn yến kém chất lượng.